Mình sẽ hướng dẫn các bạn cách kiểm tra những item có cộng cao trong server như thế nào nhé. Đầu tiên các bạn vô PPS. Mình sẽ hướng dẫn là sẽ dùng bằng query chứ không phải là bằng thủ công nhé. Trước tiên các bạn muốn tìm một item nào đó trong server cộng cao thì các bạn phải đánh query ra cnet sao vâng. Tìm trong cái bảng sropt sát này vào table này thì ở trong cái bảng này á item cộng cao nó sẽ ở trong cái bảng bảng item nhé. Bạn mở cái bảng này này. Mình hướng dẫn cả về thủ công lẫn lẫn query nhé. OPT never tức là cộng của item đó. Đây là cộng 8 này. Item là cộng 8 này, item là cộng 1 này. Item cộng 0 này. Đấy. Và bây giờ mình sẽ dùng query để mình truy xuất cái bảng này. Để xem là nó cộng cao nhất của cái bảng này bao nhiêu. Nếu như các bạn tìm bằng bằng tay ấy, thì có thể là phải đến vài tiếng các bạn mới tìm được tất cả những cái món đồ cộng cao nhất trong cái bảng này. Bởi vì mỗi lần lập một nhân vật này thì nó lên tới khoảng tầm mấy chục item cơ một nhân vật ấy. Mà khi các bạn tạo nhân vật ra và các bạn vứt đi nó vẫn tính là tính item ở trong đây thì nó có thể hàng trăm nghìn cái item rất khó là tìm kiếm. Vì thế nó mới sinh ra cái tìm kiếm bằng query. Bây giờ mình sẽ tìm trong bảng là item. Đó. Đây, ví dụ như mình tìm item cộng 8 đi thì đấy nó hiện có là khoảng tầm nó hiện luôn 52 item là cộng 8 nó không tính là tính tất cả nhé đây. Cộng 10 đi cộng 10 có rất là nhiều nhé cộng 10 có đến 644 item thôi. Các bạn cứ thế làm thôi, chẳng hạn như mình cộng 20 đi. 20 xem có bao nhiêu item. 20 cũng có rất là nhiều. Chắc là item này item cho sẵn. 21 xem có không. Ừ, 21 thì không có item nào nhé. 19 xem. 19 cũng không có. Đấy, rất là đơn giản nha các bạn.